Hôm nay giới thiệu các bạn một combo đến từ Bao Wilkie, BNW và Đền Ông. Thì các bạn mua cả cái bộ này sẽ được mình cho một cái mức giá cực kỳ tốt, mà mua riêng giá cũng rất là tốt. Rồi, đôi loa BNW 603, xin lỗi 602 S2 nha. Đây là dòng loa bút xe cỡ lớn của BNW, chiều cao 49, chiều ngang là 23.6 và chiều sau là 30.6 nha. Rất là to theo cái kích thước như vậy thì nó rất lớn nha. Bass của nó là 18, màn color đặc trưng, loa stress đồn titanium, cặp loa mình đã sở hữu là màu đen nha, sản xuất tại Anh Quốc, công suất là 150W, trở khá 8 ohm, độ nhạy là 88 dB, lỗ thông hơi nằm ở phía trước. Loa này mình bán 9 triệu. Đây là cặp e can của nó, e can bằng nhựa rất là đẹp. Bây giờ mình quay ra phía sau nha, made in England đồ hoàng nha, chơi được BY BM602S2, 120W 8 ohm nha. Hồi nãy mình nói nhầm là 150. Đây. Đây, loa còn rất đẹp luôn. Loa là 9 triệu. Đối với âm ly thì đây là con 1.525 mã, nhưng mà là cái phiên bản châu Âu, điện 230V. Về cái thiết kế ngoại hình thì hoàn toàn giống phiên bản Nhật, nhưng mà con này công suất lớn hơn, 305W nha. Thì có remote riêng kèm theo. Đó, remote cũng giống. Con này thì chạy 2 tầng phô ngủ, sò móc phết, công suất lớn hơn. Giá mình bán là 11.500.000 con âm ly này, và đôi loa là 9 triệu. Tuy nhiên nếu các bạn mua một cặp thì mình sẽ bớt cho các bạn là mỗi thứ 500 nữa. Nếu như mua một bộ nha thì mình sẽ tính âm ly 11 và đôi loa 8.500.000 thôi nếu như mua một bộ đó. Còn nếu như mua một cái thì âm ly là 11.500.000 và đôi loa là 9 triệu nha. Giá này là rất là tốt nếu như mua riêng rồi, nhưng mà mua một cặp thì chúng ta lại được giảm giá thêm 1 triệu nữa là một cặp á. Sản xuất tại Nhật Bản, 305W nha các bạn. Các bạn nhìn cái con 100V á thì các bạn sẽ thấy nó có 250W thôi. Các cái trạm nó còn rất là vàng nha. Như bạn có hỏi mình có bán remote này không, bán lẻ không thì không nha. Tại vì mình về nó có gì mình bán cái đó, mình không có giấu lại để bán riêng. Thành ra mình cũng không có tách riêng ra để bán. Nên các bạn lưu ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc cái bộ này. Bên mình có bán USB ổ cứng, chip sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128GB, 800.000, còn ổ cứng là 1.000GB, giá 2 triệu đồng. Mẹ yêu.
chiều chiều trong bể biển khu lòng căm hờn nói quân thù ơi à lối về đất mẹ làm đây đường xưa còn âm u bóng trăng đầy có nghe đêm trường tiếng ru hơi có nghe đêm trường tiếng ai cười suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến miên chiều nay lối về đất mẹ là đường xưa còn âm u bóng trăng gầy có nghe đêm trường tiếng ru hơi có nghe đêm trường tiếng ai cười suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến lòng đất mẹ chiến miên.